Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay thì em Dung xin phép được chia sẻ với quý thầy cô cách để chúng ta sẽ khắc phục những cái lỗi khi mà mọi người cho học sinh đăng nhập vào Quizzes. Có rất là nhiều các cô đã bị mắc phải cái lỗi này và trong video ngày hôm nay thì em sẽ lưu ý cho mọi người về cái phần mà chúng ta khi mà chúng ta ra bài cho học sinh hay là khi mà mọi người cho học sinh đăng nhập để mọi người chơi trực tiếp. Thì có những cô gửi bài cho học sinh nhưng mà các bạn ấy lại không thể vào được và yêu cầu đăng nhập email. Vậy thì cái lỗi của mình nó đang ở đâu? Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp. Trước tiên thì mọi người cũng không còn xa lạ gì với phần mềm Quizzes này rồi đúng không ạ? Đây là một trong những cái phần mềm rất là ưu việt, giao diện rất là thân thiện và rất là dễ dùng, kể cả đối với giáo viên hay là học sinh thì cũng rất là dễ. Kể cả khi thầy cô có upgrade nó lên thì nó cũng sẽ cái phí của nó cũng không 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 có gì là cao quá. Ok chưa ạ? Rồi vậy bây giờ thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải đáp. Xem là cái mọi người bị mắc ở đâu. Thì ở đây mọi người có thể thấy rằng ví dụ như em vào thư viện thì đây ví dụ như bài này chẳng hạn. Ở đây chúng ta sẽ có hai hình thức, một là giao bài trực tiếp. Ở trực tiếp ở đây là chúng ta sẽ cho học sinh chơi trực tiếp khi mà các bạn ấy đang học. Hai là chúng ta giao bài tập về nhà. Thì cái phần giao trực tiếp này thì mọi người sẽ vào phần thông thường. Mọi người kéo xuống đây nhá. Khi mọi người kéo xuống ấy, mọi người sẽ có thể thấy là ở phần cài đặt chung chúng ta sẽ có phần luật chơi. Luật chơi ở đây là người tham gia có thể tham gia làm bài trắc nghiệm này bao nhiêu lần. Thì mọi người sẽ lưu ý giúp em, mọi người sẽ không chọn vào một, không chọn vào hai ba, không chọn vào bất cứ con số nào cả, mà chúng ta sẽ để là không giới hạn. Nếu như thầy cô để lần chơi là một hai ba lần thì học sinh sẽ bắt buộc yêu cầu các bạn phải đăng nhập email thì các bạn mới có thể tham gia chơi được. Được chưa? Ở đây chọn tên ngẫu nhiên thì cái này mọi người có thể dùng hoặc không. Hiển thị câu trả lời trong khi hoạt động. Cho học viên xem câu trả lời đúng sai thì cái này cũng tùy nha, mọi người sẽ cài đặt, được chưa? Chỉ hiện đúng sai, đây tắt đi. Tiếp theo là hiển thị câu trả lời sau khi hoạt động, tức là cho phép người tham gia xem xét tất cả câu hỏi ở cuối, câu trả lời ở cuối thì chúng ta có thể mở hoặc là tắt nó đi, tùy mọi người, được chưa ạ? Nhưng cái lưu ý ở đây là em lưu ý lớn nhất của mọi người ở đây là cái phần không, cái phần luật chơi này, được chưa ạ? Luật chơi ạ. Tiếp theo mọi người kéo xuống dưới thì ở đây chúng ta sẽ có này, người tham gia nhận điểm thưởng rất là nhiều thứ, được chưa ạ? Hiển thị bảng xếp hạng này, xóa trộn câu hỏi này, xóa trộn câu trả lời này, làm lại câu sai. Thì ở đây thường là mọi người sẽ thường thường là các bạn học sinh các bạn ấy sẽ khi mà làm hết một lượt rồi ấy thì câu nào sai thì tự động hệ thống sẽ quay trở lại cho các bạn đấy để các bạn ấy có thể làm lại những cái câu sai. Tuy nhiên thì nếu như thầy cô muốn cho học sinh làm đề kiểm tra thì mọi người có thể là tắt bỏ cái phần này đi, tức là các bạn ấy chỉ được làm một lần thôi, không được phép làm lại lần tiếp theo. Được chưa ạ? Hiển thị members. Sorry. Hiển thị hình ảnh hài hước sau mỗi câu hỏi thì cái này mọi người có thể tắt bỏ đi ạ. Bởi vì là mọi người thấy mỗi một lần mà đây nó cũng hiển thị như thế này là các bạn ấy sẽ mất mất cái thời gian để các bạn ấy phải loát câu hỏi, nên là mọi người có thể tắt cái phần này đi nha. Này, phát nạp nền trên các thiết bị của người chơi thì mọi người có thể bật lên, được chưa ạ? Sau đó thì mọi người sẽ tiếp tục. Rồi sau đây thì mọi người sẽ copy cái link này. Đây. Cái dấu xích này là do kiện sao chép liên kết trò chơi, được chưa? Thì khi mà mọi người đây mọi người có thể thấy là pick a theme. Thì ở đây mọi người có thể thấy này, cái giao diện này chúng ta sẽ có ba cái giao diện free. Được chưa? Đây. Còn mọi người muốn giao diện nhiều hơn thì mọi người sẽ mua upgrade nó lên, được chưa? Đây. Nó sẽ có ba cái giao diện free để cho mọi người có thể dùng. Đấy, chúng ta chọn cái nào cũng được, tùy mọi người. Dạ, sau đó mọi người bấm đợi học sinh gửi cái này, gửi cái link vào cho lên phần chat cho học sinh. Sau đó thì đợi các bạn ấy vào và bắt đầu thôi. Được chưa? Tương tự như vậy thì đối với cái phần mà chúng ta chỉ ra bài tập về nhà
Thì mọi người cũng lưu ý cái phần cài đặt của mình nhá. Trước tiên là chúng ta sẽ có cái phần thời hạn tùy chỉnh. Nếu như mọi người muốn vô thời hạn thì mọi người sẽ nâng cấp nó lên. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta sẽ có thời hạn là 15 ngày. Đó cũng rất là dài đúng không ạ? Thầy cô có thể để là 15 đến ngày thứ 15, tức là 15 ngày. 15 ngày sau mới hết hạn. Hoặc mọi người cho học sinh là cô giao bài tập rồi các bạn vào làm nhé, 2 ngày sau là hết hạn chẳng hạn, ví dụ như vậy. Được chưa? Thì phần cài đặt cũng như vậy, cái phần luật chơi này mọi người cũng để nhá, không giới hạn, được chưa? Hiển thị câu trả lời đây, tương tự như cái phần mà chúng ta cho học sinh chơi online thì mọi người có thể tắt bỏ đi một số những cái nó không cần thiết, ví dụ như là cái hiển thị hình ảnh hài hước sau câu hỏi đây, mọi người có thể bỏ đi, được chưa? Xóa sổ câu hỏi ở đây thì em nghĩ là nên, bởi vì là chúng ta sẽ có những cái cho học sinh các bạn đấy không, tức là không bảo nhau được. Mỗi bạn vào, đó, mỗi bạn vào thì sẽ có một cái là khác nhau, được chưa ạ? Đó. Đó, hy vọng là cái chia sẻ này của em sẽ giúp cho thầy cô sẽ không rơi vào cái tình trạng là không không thể mà không thể gửi học sinh không thể vào lớp được. Chúc thầy cô thành công ạ. Chờ, hẹn gặp lại mọi người trong lần chia sẻ tiếp theo. Bye.